Từ khi ban sơ. Chào các bạn, chào mừng hôm nay mình lại trở lại và mình làm một cái mình sẽ cải tiến thêm một bước nữa, đó nó khác biệt, cho nó khác biệt, tức là nó sẽ mạnh hơn một chút, sáng hơn một chút. Và các bạn nên dùng cái bóng 25W sẽ sáng hơn cái bóng 15W. Đầu tiên thì các bạn tháo cái một cái vợt muỗi ra, vợt muỗi đang còn chạy tốt, và hai cái đầu chạy ra lưới đó các bạn cắt ra. Sau khi các bạn cắt ra thì các bạn nối vào một cái bóng khoảng độ 12 đến 20W thì nó sẽ sáng. Chưa phải là sáng lắm, nếu các bạn ngại làm thì các bạn có thể dùng như thế là được rồi. Tuy nhiên là mình muốn là nó sáng hơn một chút nữa, cho nó mạnh hơn một chút, công suất nó khỏe hơn một chút nữa, thì mình sẽ cải tiến các bước như sau. Ở trên cái biến áp xung đó đang còn rất nhiều là kẽ hở, mình sẽ lấy dây 0,3 cho đến 0,5 mm. Các bạn quấn vào đấy khoảng độ 14 vòng. Quấn đủ 14 vòng. Bất kỳ chiều nào cũng được. Sau đó thì cho thò ra hai đầu. Và ở trên máy in thì các bạn để ý như trên hình, mình sẽ cắt máy in ngay tại cái điểm đó. Tức là tại cái điểm giữa của con D882 với biến áp. Thì D882 có 3 chân, chân giữa chính là chân C. Thì mình sẽ cắt cái ngay tại điểm giữa của chân C. Chạy sang một đầu chân số 2 của biến áp. Như vậy mình sẽ cắt mặt mạch ngay tại đấy. Sau đó các bạn sẽ hàn nối một đầu vào chân giữa của D882 và một đầu vào chân giữa của biến áp xung. Nếu như các bạn thấy nó chạy không tốt, tức là chạy yếu, thì các bạn đảo hai chiều dây lại để cho nó chạy mạnh hơn. Như vậy là các bạn hàn vào và nhớ là đừng có để cho nó chạm. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng một con điện trở 2,2K và các bạn để ý là tại chân B của D882 các bạn sẽ nối với chân số 1 của biến áp. Chỉ như vậy thôi, các bạn nối từ chân số 1. Chân số 1 ngay đầu chỗ bóng led đấy của biến áp nối với chân B của D882. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ kết nối và thử nó. Tại bóng compact thì các bạn cứ chập hai dây một bên lại với nhau và nối giống như trên hình. Và như vậy là nó đã sáng khá là nhiều hơn cái khi các bạn chưa làm. Tuy nhiên nếu các bạn muốn không muốn nhấn mà các bạn muốn bật một phát là nó sáng luôn thì các bạn nối tắt hai đầu của công tắc nhấn và các bạn chỉ bật mình cái công tắc kia thôi là nó sáng cố định luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.